Cả công chúa cho tên ăn mày vì dám cãi cha, kết cục khiến cho ông vua bàng hoàng tỉnh ngộ. Thời Đức Phật còn tại thế thì vua Ba Tư Nặng có một người con gái tên là Thiện Quang. Nàng không chỉ là viên ngọc quý được nhà vua nâng niu mà còn được dân chúng cả thành xá vệ vô cùng yêu mến. Một hôm nhà vua hỏi công chúa, Thiện Quang, phụ vương của con là vua của một nước con nhờ vào sức mạnh uy thế và phúc đức của phụ vương nên cũng được mọi người yêu thương tôn trọng có ai may mắn như con không thiên quan công chúa một lòng kính ngưỡng phật pháp cho rằng phúc báo của một người là ở từ thân đang trả lời vua cha rằng con được mọi người yêu thương tôn trọng thì đó là nhờ vào phúc đức gặt hái được từ những kiếp trước chứ không phải bởi con là con gái của phụ vương vua ba Tây nặc nghe vậy rất tức giận để chứng minh quan điểm của công chúa không đúng, ông liền gả công chúa cho một người ăn xin nghèo khổ. Nhưng sau khi được gả cho chàng trai nghèo này, thì công chúa và chồng cùng nhau làm lụng chăm chỉ, chẳng mấy chút đã nhanh chóng phát tài. Và điều này khiến cho vua Ba Tư Nặc kinh ngạc. Ông bèn đến hỏi Đức Phật. Đức Phật trả lời. Trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, công chúa Thiền Quang rất tâm thành, cúng dường cho những người tu Phật. Khi bị chồng ngăn trở, cô nói: "Thiếp đã phát tâm nguyện xin đừng làm thiếp nhục chí thoái tâm." Người chồng sau đó đã đồng ý thuận theo cô ấy, bởi vì kiếp trước công chúa Thiện Quang có thiện tâm cúng dường Phật nên cả đời này rất giàu sang mà chồng cô ấy đã ngăn trở nên mới biến thành bần cùng. Nhưng sau đó thì người chồng đã đồng thuận nên chỉ sau khi gặp được công chúa mới được phú quý. Và ngay đến đây thì vua Ba Tây nặc hiểu ra tất cả. Quả thật, giàu sang hay phú quý của một người là do phúc báo tự thân mang lại. Tiền bạc dẫu có thể bị lấy mất, nhưng phúc báo thì không ai có thể chiếm đoạt được. Bởi vậy, dẫu rơi vào hoàn cảnh thế nào? Nhiều người có đức cuối cùng thì vẫn sẽ được hưởng phú quý vinh hoa. Tích tồn tại vật chỉ bằng hãy tồn trữ phúc báo. Người xưa vẫn dạy rằng, hành thiện tích đức ấy là bởi mọi thành hay được trong đời người đều từ đức mà sinh ra huyền bí tv kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào